Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình học Kinh Thánh, bẻ gãy sự rủa xả. Bài số 2, nhận biết các sự rủa xả có trong cuộc đời của bạn. Khi một người bị bệnh, người ấy cần đến gặp bác sĩ để chuẩn đoán căn bệnh và được điều trị. Bác sĩ sẽ làm một số công việc để giúp cho sự chuẩn đoán của mình được chính xác, hầu cho sự điều trị sẽ bảo đảm an toàn và nhanh chóng chữa lành bệnh nhân. Trong các công việc đó có xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp, đếm mạch, cập nhiệt độ, nghe tim, chụp X-quang phổi và một công việc không thể thiếu đó là trực tiếp hỏi người bệnh để tìm ra nguyên nhân của bệnh. Có một số bệnh di truyền theo dòng huyết. Ví dụ, nếu người cha bị cận thị mà ông của người đó cũng bị cận thị, anh của người đó cũng bị cận thị thì chắc chắn người em cũng bị cận thị. Hoặc có loại tật nguyền xảy ra trên dòng dõi của gia đình, hoặc những sự như ly hôn di truyền từ cha mẹ tới mọi người trong nhà đều bị như vậy. Tất cả những sự ấy đều là dấu hiệu chắc chắn của sự rủa xả bởi luật pháp và được di truyền từ tổ phụ. Nếu giống của cây là ngọt thì trái của nó hàng năm sẽ ngọt. Thế nhưng cũng là một cái ấy, có năm nó lại không ra trái ngọt nữa mà bị khô đi và chất ngọt cũng bị mất đi. Đó là dấu hiệu của cái rễ của cây đã bị hư hại, bị tổn thương hoặc bị sâu cắn, hoặc rễ bị thối hỏng, hoặc bị chất độc ảnh hưởng tới sự sống của cây. Nếu không được cứu chữa, cây đó sẽ chết và giống của nó sẽ không còn được ưa chuộng nữa. Cũng như cái cây vậy, một gia đình kia có 5 người con trai và các con trai ấy đều không giống nhau về khuôn mặt và cả tính nết cũng chẳng giống nhau nữa. Cuộc đời của những người con đó đều có sự khác nhau và tất cả đều có những sự trục trặc khác nhau trong cuộc sống của mình. Điều gì đã xảy ra cho họ? Chúng ta có thể xem xét điều này qua ví dụ của một cây kia. Vào những năm đầu, cây sống rất mạnh mẽ và ra trái rất ngon. Và nơi cây được trồng đó là một vườn đất màu mỡ và rộng rãi. Môi trường của vùng đó rất trong sạch. Nhưng một thời gian sau đó, có một nhà máy chế tạo hóa chất được xây dựng ngay hướng tây, cạnh vườn của cây. Chỉ cách đó có 5 mét đất mà thôi. Năm sau đó, các cành ở về hướng tây là hướng về nhà máy hóa chất đó đã bị ảnh hưởng sức nóng của nhà máy tỏa ra. Đất bị nhiễm độc bởi nước ngầm từ bên nhà máy thấm qua và các trái của các cành hướng về phía nhà máy đó bị mất vị ngon ngọt của nó. Năm sau nữa, hướng đông của cây đó lại bị ngăn chặn bởi người ta mới xây lên một ngôi nhà 5 tầng, khiến cho cây bị mất ánh sáng của ánh nắng mặt trời soi tới. Kết quả, các cành của cây thuộc về hướng đông đã chỉ ra lá mà có rất ít trái. Vị ngon của các trái ở cành đó cũng không còn như xưa nữa. Kế theo năm đó, người chủ nhà dành dụm được một ít tiền nên đã cất ngôi nhà của mình cao thêm lên 3 tầng nữa và thế là hướng bắc của cây đó lại cũng bị chiều cao của ngôi nhà choáng mất phần không gian của nó. Bị ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh, cây đã bị mất nguồn ánh sáng cần thiết cho sự phát triển và đất bị nhiễm độc, do đó cây không còn ra trái như xưa nữa. Nếu có trái nào đậu lại thì cũng không còn vị ngon của nó như đáng phải có. Cuộc đời của con người chúng ta cũng giống như vậy. Khi các bậc cha mẹ còn trẻ, họ yêu thương nhau, làm ăn thuận lợi, thì đứa con sinh ra trong thời kỳ đó sẽ có sức sống mạnh mẽ và hình dáng sẽ đẹp đẽ giống như cha của nó. Nhưng những năm sau đó, khi người ta lao vào cuộc sống buôn bán và nhất là khi tội lỗi phát sinh ra trong thương trường với các sự lừa lọc và gian lận, đứa con sinh ra tiếp theo đó sẽ không giống như đứa sinh lúc ban đầu nữa. Một số bệnh tật hoặc tật nguyền hay dị dạng đã xảy ra. Rồi cuộc sống của họ vì lao theo dòng chảy của xã hội, tư tưởng và tình cảm của cha mẹ cũng thay đổi với các cuộc cãi lộn và bất hòa. Đứa con sanh ra trong thời kỳ này sẽ mang theo cuộc đời của nó tàn tích của sự bất hạnh mà cha mẹ nó đã sản sinh ra. Người ta thống kê tỷ lệ phần trăm độ tuổi phạm tội ác tại nước Mỹ thì giới trẻ dưới vị thành niên là cao hơn hết mọi lứa tuổi khác. Tội ác đã phát sinh ngay trong các trường trung học. Và điều đặc biệt là tỷ lệ phạm tội ác xảy ra trên những trẻ em có mẹ mà không có cha là cao hơn hết. Những đứa trẻ sinh bất phùng thời này mang trong lòng mình sự cay đắng, tổn thương ngay từ khi còn nằm trong lòng mẹ. Tâm linh của nó đã nghe thấy các cuộc cãi vã của cha mẹ nó. Nó nghe thấy tiếng khóc của mẹ nó cùng những lời chửi rủa của mẹ nó đối với cha của nó. Tỷ lệ phụ nữ có con mà không có chồng ở Bắc Mỹ là rất cao, vì người ta được tự do sử dụng thân thể của họ theo ý muốn của cá nhân. Do đó,
Việc lạm dụng thân thể trong tình dục bất hợp pháp đã đem lại những hậu quả bất hạnh cho những đứa trẻ có mẹ mà không có cha, nghĩa là không biết cha của mình là ai. Vì thế cho nên khi những đứa trẻ này sinh ra, nó đã bị nhiễm sự tổn thương và cay đắng từ người mẹ, và hậu quả của các sự nghiện ngập của cha mẹ cùng các hành vi tội lỗi từ cha mẹ truyền lại cũng nhiễm trên cuộc đời của các em đó. Nếu các trẻ em đó là gái thì từ nhỏ đã mang trong mình sự ghét đàn ông và nghi ngờ những người đàn ông khác. Các trẻ em này thường sớm tạo cho mình các bản lĩnh đanh đá, cứng lòng, ngang ngạnh, thích đánh nhau, thích các trò chơi thể thao mang tính mạnh mẽ như kickboxing, karate để tự bảo vệ mình. Các trẻ em này sớm sử dụng hành vi bạo lực và sa vào các tệ nạn xã hội như xì ke, ma túy, mại dâm hoặc cướp giật. Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự đã và đang xảy ra trên đất này, và vì lòng yêu thương của Ngài nên Đức Chúa Trời đã ban cho loài người chúng ta giải pháp để thân thể xác thịt của chúng ta nhờ đó mà được cứu, chuộc ra khỏi sự rủa sả bởi luật pháp, và linh hồn chúng ta được hưởng sự sống ở đời. Khi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời mình, Đức Chúa Trời sẵn sàng ban Đức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta, để Thánh Linh của Ngài giúp đỡ chúng ta thoát ra khỏi sự rủa sả và ban sức sống mới cho chúng ta trong cuộc đời theo Chúa cách trọn vẹn. Nhưng trong tất cả những công việc của sự cứu chuộc này, Đức Chúa Trời đã làm xong trong con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, nghĩa là tại thập tự giá, Đức Chúa Giêsu Christ đã hoàn tất công việc trả xong món nợ mà chúng ta đã tạo ra bởi tội lỗi của mỗi người chúng ta. Nhưng mỗi người chúng ta phải lấy đức tin để tiếp nhận tất cả mọi sự cung cấp mà Đức Chúa Trời đã làm xong trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi sự mà Đức Chúa Trời cung cấp cho chúng ta cho sự cứu chuộc đó sẽ không tự tìm đến với chúng ta, nhưng trong những lời của Đức Chúa Trời đã chép trong Kinh Thánh đã cung cấp cho chúng ta những lẽ thật mầu nhiệm để giúp đỡ chúng ta biết làm thế nào để chúng ta có thể nhận được tất cả mọi sự mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ, lời của Đức Chúa Trời. Khi bạn mới thoạt nghe tới sự rủa sả di truyền từ tổ phụ, và nếu như mình không biết các tội lỗi đó mà sinh ra, thì làm sao có thể thoát ra khỏi sự rủa sả một cách triệt để được? Điều bạn lo lắng đó đã được Đức Chúa Trời biết trước khi chúng ta được sinh ra trên đất này. Và trước khi Đức Chúa Giêsu lên thập tự giá, Ngài đã nhìn thấy bạn và tôi trong lòng của Đức Chúa Trời rồi. Và Ngài đã cầu xin Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh của Ngài cho những người sẽ tin nhận Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Và Đức Chúa Cha đã chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Thánh Linh của Đấng Christ sẽ đến trên những người thật lòng tin cậy Đức Chúa Trời và hết lòng tìm cầu Ngài. Chính Đức Thánh Linh, Đấng toàn năng sẽ giúp đỡ chúng ta nhận biết tội lỗi kín dấu của tổ phụ chúng ta, để chúng ta thanh toán những tội lỗi ở trước mặt Đức Chúa Trời là quan án công bình của cả vũ trụ này. Đức Chúa Giêsu cũng cung cấp cho chúng ta các nguyên tắc để qua đó mà chúng ta có thể nhận biết được tội lỗi của tổ phụ mình, nghĩa là những tội lỗi mà tổ phụ đã phạm, hầu cho trong sự cầu nguyện bẻ gãy sự rủa sả, chúng ta có thể hoàn thành được công việc hủy phá và chặt đứt mọi xiềng xích của sự rủa sả là những sự đã từng giam giữ chúng ta trước đây. Căn cứ theo các dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết và kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của mình mà biết có sự rủa sả đang bám theo cuộc đời của mình hay không. Thứ nhất, về kinh tế, tài chánh. Bạn có bị trở ngại, trục trặc kéo dài từ năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại các sự bế tắc, thiếu thốn, bị lừa, bị gạt, thua lỗ luôn mặc dù mình đã cố gắng nhiều để vươn lên? Như có một sự xui xẻo luôn bám theo, thăng trầm không thể định, bản thân đã xoay sở đủ cách mà không thể thoát ra hay không? Thứ hai, về sức khỏe. Sức khỏe của bạn có tốt không? Ăn uống có ngon miệng hay chán ngấy? Bạn có thể ăn được các loại thực phẩm như mọi người, hay là có những thực phẩm mà bạn không thể ăn được, hoặc hễ ăn thì bị dị ứng không? Nuốt có hay bị nghẹn, bị sặc không? Dễ ngủ hay là khó ngủ? Khi ngủ có ngon giấc không? Hay là hay bị các cơn ác mộng làm cho bất an? Bạn có bị đau nhức đầu, nhức mỏi xương cốt mặc dù bạn không vi phạm thời tiết như ra mưa ra nắng hay không? Và bạn có thường bị đau như vậy hay không? Bạn có cảm thấy đau đầu khi đọc kinh thánh không? Bạn có bị đau đầu khi nghe nhạc thánh ca không? Nếu bạn là nữ, bạn có bị đau bụng mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt không? Có bị kinh nguyệt kéo dài mỗi kỳ hay không? Có bị huyết trắng mặc dù bạn đã giữ gìn vệ sinh tốt không? Các lần sanh nở của bạn có bị đau đớn không? Khi bạn có thai, bạn có thèm ăn những đồ ăn lạ lùng là những vật không phải là thực phẩm đáng để người ta ăn hay không?
Bạn có bị đau nhức xương cốt mỗi khi thời tiết thay đổi không? Bạn có bị rối loạn cảm giác về nhiệt độ như mùa hè thì đắp mền, mùa đông thì lại nằm không đắp chăn mền hay không? Bạn có bị những căn bệnh như cha mẹ hay ông bà của mình đã từng bị mắc không? Bạn có bị các bệnh mà bác sĩ không chẩn đoán được là bệnh gì nhưng nó cứ dai dẳng theo bạn hoài hay không? Bạn có bị các bệnh theo mùa hay không? Từ khi tin Chúa, bạn có cảm thấy bị bệnh nặng hơn và nhiều hơn hay không? Tất cả những dấu hiệu có ở trên, đấy là dấu hiệu của những sự rủa xả đang có trên cuộc đời của bạn. Các sự rủa xả đó cần phải được bẻ gãy. Thứ ba, các bệnh của phụ nữ. Như khi mang thai nghén, bị ói mửa nhiều, ăn các đồ ăn kỳ lạ, mới đã miệng, khó thở, hen suyễn, nhức đầu, khó tính hay gắt gỏng, sanh đẻ khó khăn, có thể phải bị mổ, thai nhi không được bình thường, các con trẻ sanh ra có dị tật, khó nuôi hoặc chết yểu, cái chết yểu của thai nhi lặp lại nhiều lần, con nhỏ không khỏe, bệnh tật liên miên, khó nuôi hay khóc đêm, sữa ít hoặc quá đặc gây tắc vú, bị viêm bên trong vú khi có con đang bú mẹ, bị lép ngực nên không có sữa nuôi con, tính nết như đàn ông, tóc rụng nhiều mặc dù tuổi còn trẻ, mặt mũi bị mụn nhọt nhiều gây ảnh hưởng đến sắc đẹp. Sắc đẹp, thể lực của con người, Kinh Thánh gọi là hoa quả bông trái của thân thể, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28, câu 4, câu 11 và câu 18 là những triệu chứng của các sự rủa xả đang có ở trên mình. Đừng để ý đến việc giải thích bởi y học, nhưng hãy đọc lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 27, 28, 29 và 30 sẽ thấy rất rõ nguyên nhân và bệnh tật đến từ đâu. Thứ tư, các xu hướng hay bị tai nạn. Thường bị vấp chân mặc dù bạn có để ý, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại, hay chặt vào chân tay, hay bị đụng xe dù cố gắng lái an toàn, xe hay bị hỏng khi đi đường xa, bị người ta đụng mình một cách vô cớ, hay đóng búa vào tay, té trượt, các việc đó hay lặp đi lặp lại một cách khó giải thích, hay bị bỏng lửa hoặc nước sôi. Đây nói về sự trùng lặp khó giải thích, đó là những dấu hiệu của các sự rủa xả. Thứ năm, về tinh thần. Bạc nhược, trí nhớ kém hay quên, nhưng lại nhớ chuyện vô ích hoặc ô uế, hay mộng mị kinh khiếp, mộng du, mộng tinh, tính nết trái ngược với lứa tuổi như lớn tuổi mà chơi và nói chuyện như con nít, hoặc ngược lại, có những hành động kỳ dị trên mồm miệng uốn éo hoặc mắt trợn bất thường, đó là những dấu hiệu của sự rủa xả. Thứ sáu, bị ngược đãi. Bị khinh dễ, không được thương xót, bị quấy nhiễu về tình dục, bị bỏ rơi, không ai thích, hay bị đuổi hoặc mất việc, hay bị thuyên chuyển đến nơi làm việc mà mình không muốn, vân vân và vân vân. Đó là những dấu hiệu của sự rủa xả. Thứ bảy, về hôn nhân. Luôn bị trục trặc, thường có tiền sử cha mẹ, ông bà có 2-3 đời vợ, 2-3 đời chồng hoặc đã từng ly hôn. Đang yên đang lành lại có chuyện cãi nhau, xa thì thương, gần thì ghét, không thích nhau, ly hôn 1-2 lần rồi mà vẫn không yên. Vợ chồng hay xung đột với những chuyện không đáng phải có. Chồng hoặc vợ có ngoại tình, gây gia đình xào xáo, đó là những dấu hiệu của sự rủa xả. Thứ 8, về con cái. Bị son sẻ mặc dù bản thân vợ và chồng đều không mang bệnh tật gì, cả hai đều khỏe mạnh, hoặc có con nhưng lại hay hoang đàn, bướng bỉnh, tính nết bất trị, không giống ai, mang tội lỗi như trộm cắp, lừa đảo, gian lận, đi nói dối, về nói dối, nghiện ngập, hút sách, cờ bạc, cướp giật, du đảng, mại dâm, hay ngớ ngẩn, vụng dại trong các công việc, hay đầu yếu, hoặc quá gầy, hoặc quá mập, tính nết không giống ai trong gia đình, là những dấu hiệu của sự rủa xả. Thứ 9, đất ruộng và súc vật. Bị cằn cỗi, cây cối bị sâu, rầy cắn, vườn tược bị trộm cắp, trái cây ra nhiều nhưng không đậu, bị rụng trước mùa hái, súc vật nuôi bị bệnh, gầy ốm, không lớn, bệnh tật, chết yểu, không thu hoạch được đủ vốn, đó là những dấu hiệu của sự rủa xả. Các sự rủa xả luôn tái lập trên cuộc sống của những người bị rủa xả. Lời Chúa chép trong sách Truyền Đạo đoạn 3 câu 1: phàm sự gì có thì tiếc, mọi việc dưới trời đều có kỳ định. Truyền Đạo đoạn 3 câu 17 chép: Chúa Trời sẽ đoán xét kẻ công bình và người gian ác,
vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc. Các tà linh ma quỷ được phép hành hạ những người phạm tội và áp đặt các chu kỳ rủa xả trên người bị rủa xả. Những người phạm tội căn cứ theo luật pháp của Đức Chúa Trời sẽ như là những tù nhân trong các trại giam. Tùy theo các tội phạm khác nhau mà có những loại tù khác nhau và cách đối xử cũng khác nhau. Các tù nhân sẽ bị hành hạ bởi những kẻ coi tù. Dân Israel đã bao phen phạm tội ở trước mặt Đức Chúa Trời và hình phạt dành cho họ là sự bị bắt làm phu tù và bị lưu đày khốn khổ, làm tối mọi cho các nước ngoại bang, là hình ảnh thuộc linh cho chúng ta ngày nay. Khi một người phạm tội thì người ấy sẽ bị tù, và kẻ coi tù không ai khác hơn là chính Satan và các tà linh của hắn. Ma quỷ được Đức Chúa Trời sử dụng như là những công cụ để phục vụ cho ý muốn của Đức Chúa Trời để cai trị nhân loại. Dù người ta tin hay không tin, biết hay không biết, thì công việc của Đức Chúa Trời đã được làm xong từ buổi sáng thế. Hebrew đoạn 4 câu 3 phần B. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Nếu chúng ta tin rằng Đức Chúa Giê-xu chính là chiên con của Đức Chúa Trời chí cao, đấng cất tội lỗi của thế gian đi, thì chúng ta cũng phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã cung cấp sẵn mọi lời của Ngài, tức là các diền mối Chúa trong Kinh Thánh, và chính các diền mối đó là giá chuộc chúng ta ra khỏi những sự rủa xả trên những tội lỗi phạm trong sự kính nhiệm của tổ phụ chúng ta. Ca Thương đoạn 3 câu 23. Một buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Thi Thiên đoạn 60 câu 4 cho đến câu 5. Chúa đã ban một cờ xí cho kẻ nào kính sợ Chúa, đặng vì lẽ thật mà sổ nó ra, hầu cho người yêu dấu của Chúa được giải thoát. Xin Chúa hãy lấy tay hữu mình mà cứu và đáp lại chúng tôi. Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta lời hứa vô cùng quý báu cho sự cứu chuộc thân thể chúng ta ra khỏi sự rủa xả bởi luật pháp, và cứu chuộc linh hồn chúng ta ra khỏi sự chết đời đời. Không phải chép trong thời của Môi-se, nhưng trước đó nữa, trong sách Gióp, là sách được viết ra lâu đời nhất trong các sách được ghi lại trong Kinh Thánh. Gióp đoạn 33 câu 15 cho đến 28 chép: Vì Đức Chúa Trời phán một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình. Bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn Ngài dạy cho họ, hầu cho trở loài người khỏi điều họ toán làm, và giấu họ tánh kiêu ngạo, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt, và mạng sống khỏi bị gươm giết. Loài người nằm trên giường mình bị đau đớn sửa phạt, và xương cốt người hằng tranh chạm nhau mãi mãi. Miệng người bèn lấy làm gớm ghiếc vật thực, và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị. Thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa, và xương người mà trước chẳng thấy được bèn bị lộ ra. Linh hồn người đến gần cái hầm, và sự sống người xích lại kẻ giết. Nếu trong 1000 thiên sứ có một thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người, để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người, ắt Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng: Hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm, ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi. Người sẽ được thẳng da mắt thịt như buổi thơ ấu, người trở lại ngày đang thì. Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người, khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài, và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng: Tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng, song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời đã giải cứu linh hồn tôi khỏi xa xuống hầm, và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Trên đây là lời hứa của Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc thân thể của loài người ra khỏi sự rủa xả bởi luật pháp, và sự cứu rỗi linh hồn cho những người thuộc về Đức Chúa Trời. Trong thực tế, Đức Chúa Trời đã làm công việc này cho loài người qua chiêm bao, qua các sự mặc khải, nhưng loài người đã không để ý đến những sự ấy, bởi cơ đó mà người ta vẫn cứ sống trong sự rủa xả. Nhưng Đức Chúa Trời có phán rằng nếu trong hàng ngàn thiên sứ của Ngài, chữ thiên sứ còn có nghĩa là sứ giả của nước Đức Chúa Trời, làm người giảng lời của Đức Chúa Trời cho người ta, thì chắc chắn người ta sẽ biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời. Khi người ta biết lẽ thật của Đức Chúa Trời, người ta sẽ được giải phóng ra khỏi những sự đau đớn trên thân thể của mình như đã chép. Những sự đó chính là những sự rủa xả bởi luật pháp đến trên thân thể xác thịt của những người phạm tội. Lời Chúa cho chúng ta thấy rõ quyền phép của sự chữa lành sẽ hành động ngay sau khi người ta nhận biết lẽ thật của luật pháp Chúa, và sự chữa lành này
không bị hạn chế bởi tuổi tác hay thời gian. Lời Chúa chép trong sách Gióp đoạn 3 câu 25 cho đến 26: Ngươi sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu, ngươi trở lại ngày đáng thì, ngươi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời bèn đoái thương người, khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài. Những người kinh nghiệm được sự chữa lành của Chúa trên thân thể của mình sau khi được cứu chuộc ra khỏi sự rủa sả của luật pháp trên tội lỗi của tổ phụ và của chính họ, thì tất cả đều sẽ vui mừng mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Đức tin của họ sẽ được gia tăng và lòng yêu mến Đức Chúa Trời của họ cũng gia thêm. Bạn có tin vào lời của Chúa chép đây là dành cho bạn cũng như đã dành cho tôi không? Nếu có, bạn hãy dạn dĩ mà bước đi theo lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là nơi nương cậy vững chắc nhất. Châm ngôn đoạn 30 câu 5: Các lời của Đức Chúa Trời đều đã thét luyện, Ngài là cái thuẫn đỡ cho người nương cậy nơi Ngài. Chúng ta có thể nói rằng gần như tất cả mọi người sống trên đất này đều chịu ảnh hưởng của sự rủa sả bởi luật pháp từ tổ phụ truyền lại, và sự rủa sả bởi luật pháp trên chính tội lỗi của mình đem lại. Vì cớ sự vô tính của người ta nên hầu như mọi người đều đã phải chịu dưới sự rủa sả mà người ta lại không biết đó là sự rủa sả. Người ta tin rằng ấy là số phận của con người nên đã mở cửa cho ma quỷ đem sự lừa dối vào trong loài người qua các sự bói toán, tử vi, tướng mạo, phong thủy, các tuổi xung khắc, và người ta đã chấp nhận những sự lừa dối đó mà không biết rằng mình đang bị lừa dối. Theo luật mà Đức Chúa Giêsu đã phán rằng, theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy, Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 13 và Mác đoạn 9 câu 29. Vì cớ người ta đã tin theo lời của ma quỷ là kẻ nói dối, nên những sự mà người ta tin đó sẽ ứng nghiệm cho họ. Khi người ta nghe và tin các sự bói toán, tử vi, tử binh, xem số, sinh xăm, xem chân giò, xem lá trầu không, đồng cốt, mê tín dị đoan, cầu cơ, cầu hồn, đến sự xem phong thủy, hướng nhà, nơi xây mộ, ngày tốt, giờ lành, đến chọn tuổi kết hôn, chọn tuổi xây nhà, hay tin vào những lời đồn huyễn của người khác, tất cả những sự ấy đã đem lại cho người ta sự rủa sả nặng nề vì đã không tin cậy vào Đức Chúa Trời là đấng chủ tể của muôn vật. Nếu bạn nhận biết đời sống của mình có những sự rủa sả ở trên, hãy cùng với tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào trong đời sống của mình và ăn năn xưng nhận tội lỗi ở trước mặt Chúa, cầu xin Chúa Ngài thương xót và tha thứ tội lỗi cho bạn và bẻ gãy tất cả những sự rủa sả trên đời sống của bạn. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu, giờ phút này con xin tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của con. Xin Chúa Giêsu bước vào trong tấm lòng của con và Ngài tha thứ những tội lỗi, những sự vi phạm ở trong đời sống của con trước đây. Xin huyết của Chúa Giêsu cũng tẩy sạch tất cả những tội lỗi của tổ phụ trước đây mà họ đã phạm, đã truyền lại cho đời sống của con cho đến tận bây giờ. Xin quyền năng của huyết Chúa Giêsu Christ bẻ gãy tất cả những sự rủa sả trên đời sống của con. Xin Chúa ghi tên con vào trong sách sự sống của Ngài trên thiên đàng và nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, con công bố bẻ gãy tất cả những sự rủa sả trên đời sống của con, trên gia đình của con, trên công việc của con, trên hôn nhân của con, trên tài chính của con, trên sức khỏe của con. Ngay giờ phút này, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, con không chấp nhận những sự lừa dối của ma quỷ, những sự áp chế và trói buộc của nó trên tâm trí và tấm lòng của con, trên thân thể xác thịt và trên mọi lĩnh vực của đời sống của con. Trong danh Đức Chúa Giêsu, ta hủy phá tất cả những lời rủa sả, những sự trù ếm, những quyền lực của ma quỷ, đồng cốt, bói khoa, linh của sự chết, phù thủy, những linh của sự tà thuật. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta hủy phá tất cả những công việc gian ác của Satan đã trói buộc trên đời sống của ta bấy lâu qua, và ta ra lệnh cho tất cả những sự lừa dối của ma quỷ, những quyền lực của chúng nó phải lui ra khỏi đời sống của ta ngay giây phút này trong danh Đức Chúa Giêsu. Con xin dâng tấm lòng của con cho Chúa Giêsu Christ làm Chúa, làm chủ, và xin Chúa ghi tên con vào trong sách sự sống của Ngài ở trên thiên đàng. Và từ hôm nay trở đi, đời sống con thuộc về Chúa. Xin Chúa Ngài bảo vệ, gìn giữ đời sống của con khỏi tất cả những quyền lực của ma quỷ. Và xin Chúa Ngài chữa lành, ban phước cho đời sống của con từ nay cho đến ngày mà Chúa Ngài trở lại. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.